Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục du lịch Quảng Trị được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút thứ năm tuần thứ hai và thứ tư trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Kính thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành các thủ tục đề nghị xét duyệt bổ sung khu du lịch Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ vào danh mục các khu vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia. Trong chuyên mục du lịch Quảng Trị kỳ này, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Trị sẽ có cuộc trao đổi rõ hơn về mục đích và ý nghĩa quan trọng khi khu du lịch Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ được đưa vào danh mục các khu vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia. Trước hết, mời quý vị cùng điểm lại các tin tức nổi bật trên lĩnh vực du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1 trên 2.000 điểm du lịch Mũi Trèo, Rủ Bào do Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị làm chủ đầu tư. Với diện tích lập quy hoạch khoảng 215 ha, tính chất là khu du lịch sinh thái rừng nguyên sinh kết hợp hệ sinh thái biển. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có vị trí giáp với Mũi Lay, xã Vĩnh Thạch về phía Đông Nam, giáp Biển Đông về phía Đông Bắc, giáp đất canh tác xã Vĩnh Kim về phía Tây Nam, giáp đường liên xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thái về phía Tây Bắc. Được biết hiện nay, tập đoàn Pacific Healthcare đang có phương án xin đầu tư tại khu du lịch Mũi Trèo khoảng 3.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng khu resort nghỉ dưỡng, khu trại hè, khu xã ngoài, khu khách sạn, trung tâm hội nghị và một số hạng mục liên quan khác. Hy vọng rằng với quy hoạch đã được phê duyệt và đã có nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư thì Mũi Trèo, Rủ Bào sớm trở thành điểm du lịch đặc sắc, không thể bỏ qua đối với du khách gần xa khi đến Quảng Trị. Còn tại thị trấn Cửa Việt, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị cũng vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1 trên 2.000 khu dịch vụ du lịch Cửa Việt. Việc điều chỉnh quy hoạch này sẽ làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và phát triển khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, phối hợp với định hướng phát triển của quy hoạch khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, định hướng xây dựng khu du lịch quốc gia Cửa Việt, Cửa Tùng, địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, đảo Cồn Cỏ. Qua buổi lấy ý kiến cộng đồng, hầu hết các ý kiến tham gia thống nhất với đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch phân khu khu dịch vụ du lịch Cửa Việt. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh nghiên cứu phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam để tham gia chương trình Văn hóa Du lịch cùng VOV. Kênh truyền hình chuyên biệt Văn hóa Du lịch của VOV là kênh truyền hình có tính tương tác giữa người xem với nhà đài về các vấn đề văn hóa du lịch, là kênh truyền hình tương tác về văn hóa du lịch đầu tiên và duy nhất trong nước. Chương trình này sẽ giới thiệu tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế xã hội, các cơ hội đầu tư hợp tác trong hoạt động văn hóa du lịch của các địa phương đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, quảng bá giới thiệu các danh lam thắng cảnh riêng có của mỗi vùng miền đến khách du lịch trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Trị vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xét duyệt bổ sung khu du lịch Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ vào danh mục các khu vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia. Để hiểu rõ hơn về mục đích và ý nghĩa quan trọng khi khu du lịch Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ được đưa vào danh mục các khu vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia, phóng viên chuyên mục Du lịch Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị ạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi vào vấn đề thì mời ông cùng khán giả cùng xem một clip sau. Tỉnh Quảng Trị có 75 km bờ biển với nhiều danh thắng tuyệt đẹp, nổi tiếng. Đặc biệt, Cửa Tùng được mệnh danh là nữ hoàng của các bãi tắm, là hòn ngọc của biển Thừa Lương. Bãi tắm Cửa Việt với nhiều lợi thế đang được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Nhiều khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển cao cấp đang được triển khai, dần hình thành một khu du lịch dịch vụ có quy mô và chất lượng cao. Cách bờ biển Cửa Tùng, Cửa Việt khoảng 15 đến 17 hải lý là đảo Cồn Cỏ, đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đây là các địa chỉ nghỉ dưỡng lý tưởng, nơi tổ chức các hoạt động tắm biển, thể thao biển, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, nhất là du khách Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Bên cạnh đó, khu du lịch Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ ở gần các di tích quốc gia đặc biệt, địa đạo Vịnh Mốc và đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải nên rất thuận lợi cho việc kết nối,
làm phong phú các loại hình du lịch biển đảo và du lịch di sản văn hóa. Đồng thời lại ở gần nơi giao nhau ở các tuyến giao thông quan trọng Bắc Nam, là điểm cuối cùng vươn ra biển của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lai, nối Việt Nam với thị trường Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar. Nên khu du lịch Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ có lợi thế rất lớn về mặt vị trí địa lý trong việc kết nối với các địa phương trong khu vực để phát triển du lịch. Thưa ông, căn cứ vào những điều kiện như thế nào để Quảng Trị đề nghị chính phủ xét duyệt ạ? Như quy định của luật du lịch và cái nghị định 68 hướng dẫn luật du lịch ấy, thì một cái khu du lịch quốc gia thì nó có những cái tiêu chuẩn, có 5 cái tiêu chuẩn. Cụ thể là cái thứ nhất, nó có cái ưu thế về cái tài nguyên về du lịch. Và tất nhiên trong đó thì họ có quy định, luật có quy định là có ít nhất một cái tài nguyên du lịch quốc gia. Rồi sau đó là điều kiện nó phải bổ sung vào cái danh mục mà có tiềm năng du lịch phát triển quốc gia mà được Thủ tướng đã cho phép. Cái thứ ba là các điều kiện về cái hạ tầng du lịch, rồi cơ sở lưu trú, rồi các cái cơ sở dịch vụ và cái vị trí giao thông, cũng như cái điều kiện về an toàn, an ninh trật tự và môi trường. Thì đối chiếu với các cái tiêu chuẩn đó thì thấy rằng cái khu du lịch Cửa Việt, Cửa Tùng và đảo Cồn Cỏ của chúng ta thì có cái thế mạnh khá là đặc sắc và nổi trội về cái du lịch biển đảo. Đặc biệt là ở đây thì như vậy là đã có các cái bãi biển nổi tiếng như Cửa Tùng. Rồi là có một khác biệt hơn nữa là ở chúng ta so với các cái biển khác trong khu vực thì chúng ta có cái đảo Cồn Cỏ có rất nhiều cái tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch, tạo sự khác biệt. Và cái thứ ba là trong cái khu du lịch của Cửa Tùng, Cửa Việt và Cồn Cỏ thì có nhiều cái di tích, đặc biệt là có hai cái di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đó là đôi bờ Hiền Lương Bến Hải và địa đạo Vĩnh Mốc. Trong những năm qua thì chúng ta cũng đã có nhiều kỳ nỗ lực để đầu tư cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, cũng như là quy hoạch cái vùng này thành các cái khu du lịch mà có thể là diện tích là cao, là như vậy là khoảng 1.200 hectare. Việc được xét duyệt bổ sung khu du lịch Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ vào danh mục các khu vực tiềm năng du lịch của quốc gia có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển du lịch của tỉnh Quảng Trị, thưa ông ạ? Nếu như mà được Thủ tướng Chính phủ mà bổ sung vào cái danh mục cái khu vực có cái tiềm năng phát triển du lịch quốc gia thì trước hết là chúng ta sẽ được là như Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy hoạch để trình Chính phủ phê duyệt cái quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Cửa Tùng, Cửa Việt. Rồi sau đó thì như vậy á, là chúng ta có cái quá trình để chúng ta xây dựng biến cái quy hoạch mà được Thủ tướng Chính phủ duyệt trở thành một cái hiện thực đáp ứng các cái tiêu chuẩn của một khu du lịch quốc gia. Như vậy từ cái việc đưa vào danh mục cho đến được Thủ tướng công nhận thì như vậy cả một quá trình, chứ không phải là khi mà Thủ tướng mà bổ sung vào cái danh mục thì tự nhiên nó sẽ trở thành cái khu du lịch quốc gia. Cái thứ hai là khi được bổ sung vào cái lĩnh vực cái danh mục này thì rõ ràng cái thương hiệu của cái du lịch biển đảo của Quảng Trị, đó là Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ thì trở thành một cái thương hiệu rất là hấp dẫn. Và như vậy bởi vì đã bổ sung vào cái khu vực phát triển khu du lịch thì đương nhiên nó phải có một cái ưu thế về cái tài nguyên du lịch, vì vậy nó tạo ra một cái thương hiệu. Cái thứ ba là nếu như được bổ sung vào cái danh mục này thì sẽ có điều kiện để chúng ta tranh thủ được cái nguồn lực, đặc biệt là cái nguồn của Trung ương hỗ trợ cũng như các cái nguồn lực xã hội hóa, xã hội khác để chúng ta có điều kiện là đầu tư đồng bộ cái khu du lịch này. Và cái cuối cùng tôi nghĩ là như vậy là đạt được các cái vấn đề trên thì chắc chắn các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến tìm hiểu
và họ sẽ yên tâm để đầu tư vào đây để phát triển cái du lịch. Và như vậy là cái khu du lịch Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ sẽ trở thành một cái vùng động lực để tạo điều kiện cho du lịch phát triển, du lịch của tỉnh Quảng Trị có cái điều kiện để bứt tốc phát triển, đáp ứng cái yêu cầu và cái mục tiêu như nghị quyết lần thứ 16 của tỉnh Đảng Bộ đã đề ra. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục du lịch Quảng Trị đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào ngày 29 tháng 12.